điện nó đập đầu vô cũng tường. Nó nghĩ là cái này lớn nó hốt, rồi về nó ngon ăn trọn ổ rồi. Không nhà đâu thằng Dũng với bà Loan quen công an sự. Vừa bị bắt xong á, bé Dũng nó gọi cho công an sự liền. Nó gọi thằng ngoại nó kêu nè, thôi cho phải về đi. Chứ thằng Mang Tứng nó nói sao bị vậy được, bắt rồi sao kêu về ra vậy đó. Cái nói thôi về hơi tối phạt mới bả thôi. Mà hành chính mấy bả đi rồi cho mấy bả. Có phải hành chính vậy phải 1,5 triệu lần. Ừ, hành chính 1 triệu lần con. Đáng lẽ chủ nhà tới 7 triệu lần đó. Cho biết. Ừ. Tứng nó lắc đầu là mấy lần sau đi. Đi vô tầm tuần đập tao. Phải hành chính phạt 1,5 triệu. Bốn bà là hết mẹ nó 6 triệu rồi. 6 triệu á. Vậy ra mà trưa mai tao cũng đi tiếp. Mới hả, trưa mai ba bà đi. Ba bà đội ba cái nón đi. Vô đi nghiêu ngao ngao phường. Đi nghiêu ngao nha. Cái thằng Nhung Dương đó nó nói nè. Trời mấy má đi kìa. Bị bắt vô chồng ngồi hỏi số đề vậy chứ. Nhỏ em tao đó, em bà con. Ê, nó nghe này nè, Nhung Dương. Tụi má mày, mày mở điện thoại làm sao anh. Mày mở số điện thoại mày cho tao coi coi số đề sổ số mấy vậy. Thằng Nhung Dương nói. Dạ, còn ghi đề luôn. Mày ghi nhỏ đúng không? Thằng Nhung Dương nói nè. Trời ơi, mấy má ơi, còn lại mấy má. Trời ơi, mấy má bị bắt bài rồi mà giờ mấy má vô đây mấy má còn ở số đề nữa. Thôi bắt liếc quen mà, chứ có làm gì đâu. Trời ơi, cái thằng Nhân Quân nó mấy người ta xài nó như con đẻ luôn. Rồi nói, ê, mua giùm 3 ly cà phê đá, ly cà phê sữa đá. Một cái thuốc dép, cho nhỏ em hai đứa hút thuốc. Cái nó nói là mấy má ơi, mấy má con canh chừng mấy má, con cũng mệt cũng chết rồi mà bây giờ mấy má còn sai con đi nữa đấy. Bây giờ mày muốn á, mày muốn ở mấy tao ở đây mày phải đi mua, còn mà không thì mày ở đây tao đi mua. Mày muốn thế nào? Cái nó nói tao vậy nè. Cái bà nội, mấy bà nội cũng sợ mấy bà nội lắm. Mày ở đây mà coi chừng mấy má nha, để tao đi mua. Thôi mà tao nói bị bắt mày chưa vô nó mà bốn mẹ mà mẹ nào cũng phải cười, người ta bị bắt người ta sao người ta buồn, cái này bốn mẹ chưa cầm bốn mẹ quậy. Quen rồi, quen rồi. Quậy không? Quậy tái hồn mấy Nhân Quân luôn mà. Tao nói hút thuốc nó cũng đi theo nó cầm. Tao đi toilet nó cũng đi theo nó cầm. Cứ tao nói, ê, tao đi toilet mày vô đây hả? Tao nhận đầu mày à. Mày tin không? Tao có trốn được mày. Mày một thằng ấy ở ngoài cửa. Một thằng trong này trốn ở đâu mà mày sợ mà đi theo hoài mày. Hút thuốc mày cũng đi theo nữa. Cái nói trời ơi dì ơi thông cảm với dì. Trời nhiệm vụ dì ơi mấy à. Đó mà ông chỉ huy đó thì đấy đó, con không làm thì ông chửi con. Rồi đi biết nó biết nói sao chiều năm chứ giờ tôi ngồi buồn á, buồn thiệt không biết có làm chuyện gì á. Nói à nè mấy bà nội á, mấy bà nội nè nằm đây đi, ghế bàn nè đó nằm đi, rồi nè đầu bếp nè, mấy bà nội làm ơn coi giùm tôi đi coi xin. Nó mời vậy ngày á thả hay là có ngày gì bắt chưa về tối thả vậy hả? Ừ thì bắt chi trời, thì bánh bài mua căn nhà nào trong hẻm hóc gì đó chui trọng đánh đi cho rồi. Mày biết tiếng pháo đụng nói lại không vậy anh? Tôi nói nghe nè, sao ở trên không đánh, đem đánh ngay giữa nhà vậy? Cái tôi nói nó nói vậy tôi trả lời nó câu nè, nó nghe nè con kêu gì lên gác đánh đúng không? Ở lên gác đánh thì con nói gì đánh lứa. Lên trịnh đánh nhiều tiền. Còn này gì đấy có 1.000 hay 1.000 thì tao đánh công khai. Tao đâu có sợ đâu. Có 1.000 hay 1.000 mà đánh vui mà. Mà 500 hay lộn 500 đồng là 50. Giấy 5.000 là 50.000 đó. Quy định của tụi tao đó. 5.000 là 50.000. Ừ. 1.000 là 10.000. Mà giờ nó đâu. Nó bắt tiền này rõ ràng không? Nó dám quy định tao là bao nhiêu? Có xuống 120.000 sao nó quy lại lên được bao nhiêu? 120.000 là bao nhiêu tiền? Thì có 120.000 của mình à. 120.000 của mình là bao nhiêu tiền á, ý là trong giá. 1,2 triệu. 1,2 triệu rồi. 1,2 triệu đó, ba bố mẹ đó. Một chết 300.000. Thì hai người nó phải 600, bốn người 1,2 triệu. Đủ quá phải chạy ma vàng. Vàng mà 1,2 triệu cũng đâu có lớn đâu. Đánh có 300 là nhỏ rồi. Đánh nhỏ rồi. Đánh nhỏ đó. Tôi thấy mấy bà đánh bài mấy chịu đánh chịu hai là, như là bà chị con bà Yến á, con của con đầu của ông Tài á, đánh lần hả 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu má một lần của ông đầu của ông Tài là lấy cái bà ở Tân Thành
biển á, là cái bà lấy từ hồi trước năm 88 á. Là lấy má, lấy trước mẹ con. Trước mẹ mày nữa đâu. Trước mẹ con. Trời đất. Là có bà chị, mà bà đó là bà bị gì máu bài á, mà bà nghiện gì nữa. Dì còn biết là đánh nhỏ đúng không? Dừng đúng không bà? Bà bán bất chấp luôn. Nói gì bà bị con ma bài bà nhập hay sao á. Có tiền nha, lấy được thằng chồng Singapore, chồng chạy 8 nước luôn. Chồng nó nói thôi em đi về nước anh cho tiền đánh bài ở Việt Nam nó rẻ hơn. Qua bên kia, qua bên Singapore, ông làm kỹ sư bên Singapore mà đẻ được một đứa con. Mà mấy thằng mà đưa nước ngoài nó có trách nhiệm với con lắm. Bà này bà đẻ xong bà dậy nảy lên bà bắt gửi tiền về nuôi con, rồi bắt gửi tiền làm ăn này nọ, nhưng mà cầm tiền đánh bài hết. Giữa năm 2016 nha, con gặp lại bà. Chị em gặp lại nhau mà, 20 mấy năm gặp lại nhau. Cái đi xong rồi từ gần Tết đi đánh bài vui, con cũng nghĩ là đánh